Rồi. Xin chào ông chủ, tôi là Mai Xuân Thủy, sinh năm 1987. Hôm nay tôi sẽ thực hiện thao tác than. Và đây là sản phẩm sau khi tôi đã thực hiện thao tác than. Thôi bỏ thôi, bỏ thôi, thôi thôi thôi. Thôi thôi, hai bên. Được. Rồi. Bắt đầu kịp.